nói biết bao nhiêu lần là đừng bao giờ đi theo những đứa mù đường. Vậy mà một đứa dám chỉ và một đứa dám đi, rồi bây giờ lạc lên luôn tới đây rồi phải làm sao bây giờ? Ủa, cái sự lạc này là có sắp đặt hay sao á? Chứ làm sao mà tự nhiên lại lạc vào quán cà phê cái đẹp to xinh xắn như thế này nhở? Lỡ nói với các bạn là sẽ tìm những cái quán hay ho để review cho các bạn biết, nên bây giờ họ mình cứ đi tới đi lui rồi lỡ đi lạc một cái quán hot hàng hợp như thế này nè. Vì đó là một địa điểm check-in khá là hot, nên những cái vị trí mà đẹp nè, mát mẻ nè đều có người ngồi hết rồi. Mình chỉ còn hai lựa chọn, một là ngồi ở phía trên tầng áp mái, hai là phải ngồi ở phía địa điểm sân vườn, và cả hai đều là nơi mà có rất là nhiều ánh nắng và rất là nóng. Mình nói thật là không gian quán decor rất là xinh xắn, nhưng mà cần đầu tư thêm máy lạnh hoặc là thêm quạt, tại vì máy lạnh hiện tại không đủ công suất để cho những cái tầng, ví dụ như là tầng áp mái như thế này nè, nắng rọi thẳng vào sẽ là gây ra cái hiện tượng rất là nóng và rất là hầm, để có những tấm ảnh đẹp. Mình nói thật sự là mồ hôi mẹ mồ hôi con nó đổ ra như là tắm luôn. Lời khuyên duy nhất mà mình dành cho các bạn đó là đến đây vào buổi tối ở đây sẽ có không gian sân vườn mát mẻ nè, ở phía trong nhà cũng mát mẻ hơn nè, thì mình có thể dễ check in hơn hoặc là có thể có một bầu không khí tốt hơn. Chứ như mình đến ngày hôm nay là đợi các bạn check in xong nè, rồi đợi hết nóng đỡ nóng nè, rồi mới bắt đầu check in á, là đến giờ về nấu cơm với không mẹ la luôn á. Theo ý kiến của riêng mình thì menu nước ở đây khá đa dạng, bạn chỉ phải chi trả từ 28 hiện kim đến 58 hiện kim là sẽ có một ly nước khá là ổn áp rồi đấy nè. Mà cái cách thử hai miệng nước đó là trà vải và đá xay xoài thì mọi thứ đã ổn hết cho mọi người. Và đây quay với mọi người sương sương mấy tấm hình sống thật mà mình phải lăn lộn lắm mới chụp được. Chúc các bạn có một trải nghiệm tốt hơn, bớt nóng hơn, có những tấm hình sống thật chất lượng hơn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Bye bye.